anh chị thấy không, mắt em in V này, qua camera anh chị không rõ lắm đúng không nào? Mắt em in V thì đau mắt mấy hôm nay rồi, mẹ Hà thì cũng cho nhỏ thuốc thì hình như là đau mắt đỏ thì cũng khỏi rồi thì phải. Nhưng mà xuất hiện cái tình trạng là xuất huyết ở mắt các anh chị ơi. Với cả thêm nữa là từ đợt mà em in V ốm đợt trước là em in V vẫn ho rất là nhiều luôn. Xong đêm hôm trước cũng sốt đùng đùng nữa ấy. Thế nên hôm nay mẹ Hà phải cho vào khám luôn. Em in V đang được bác sĩ khám cho rồi đấy anh chị ơi. Lúc này là phòng khám đã hết giờ làm việc rồi đấy, mà bác sĩ phải chờ em in V tới thì ra là bây giờ đang bị muộn rồi đây này. Mà em in V nhá, hôm nay là đi khám mắt nhưng cuối cùng là toàn lấy thuốc về ho với cả kiểu là tai mũi họng thôi các anh chị ơi. Tại vì đợt trước em in V ốm tới chưa khỏi. Các anh chị ơi, vậy là em in V khám xong rồi này các anh chị ơi, có rất là nhiều thuốc cho em in V luôn đó. Đợt nào đi khám cũng phải mang rất là nhiều thuốc về á. Tối nay mà cho uống chắc là thực sự cũng mệt mỏi với em in V đây. Em in V thì khám thì bác sĩ bảo là khỏi đau mắt rồi, chỉ còn xuất huyết ở một chút, một tí mắt thì mấy ngày nữa thì sẽ khỏi thôi các anh chị ơi. Còn đây là đơn thuốc của em in V này, dài răng rặc luôn. Mà em in V đợt này sẽ phải thở thêm khí dung nữa đó. Tại vì em in V ho rất là nhiều, tại vì ho lại còn đờm nặng nữa mà kiểu là hơi bị vào phổi rồi á. Thế nên phải thở khí dung để cho nó giảm bớt cái cơn ho lại á. Em in V thì trước cũng thở khí dung rồi, nhưng mà em in V đợt đấy bé nên em in V cũng không thích lắm đâu. Và bây giờ thì mẹ Hà sẽ phải đeo khẩu trang cho em in V về đây. Các anh chị ơi, mẹ Hà và em in V đã về nhà rồi. Và bây giờ thì là buổi tối. Ôi dồi, cái gì thế hả con? Em in V vừa vấp vào cái bàn anh chị ạ. Có đau không con? Con không đau á? À đây là con vẽ gì con bảo với anh chị nào? Con chị ơi, đây là mẹ em à. Ôi dồi ôi, anh chị ơi, nhìn em in V vẽ mẹ Hà này anh chị ơi. Nhìn này, cái mắt của mẹ Hà này. Đây là cái tóc của mẹ Hà này. Rồi đây cái chân, ôi này Min. Mẹ Hà hẳn mấy chân đấy á? 1, 2, 3, 4, 5, mẹ Hà hẳn 5 chân hả? Vâng ạ. Sao mẹ Hà nhiều chân vậy? Như thế là quái vật à? Không. Thế sao mẹ Hà nhiều chân thế? Hả? Vì sao mẹ Hà nhiều chân đấy con? Nha. Mẹ ăn cơm nhiều, mẹ mới mặc ra nhiều chân. Ôi trời, các anh chị ơi, vậy là bây giờ là anh ăn cơm nhiều là sẽ phải mọc ra nhiều chân đó. Các anh chị có sợ mọc ra nhiều chân như mẹ Hà này không? Mẹ Hà ăn nhiều cơm quá này mọc ra nhiều chân như em in V vẽ đây này. Trời ơi, ăn cơm mà mọc ra nhiều chân như thế này thì ai dám ăn đúng không các anh chị? À đây là thôi mình chị Hà, mẹ Hà không nói về thành quả cái bức tranh này nữa nha. Bây giờ thì sẽ là anh chị nhìn xuống phía dưới này, đây là một cái bàn này. Các bạn biết là bàn này bàn gì không? Sao mẹ con bé mẹ cháu quá, mẹ cháu giống như là cái ảnh này ý. Cái gì? Mẹ cháu giống như là bức ảnh này. Thế đây là bức ảnh này đẹp hay xấu? Cháu mẹ cũng cháu như thế, để con bé mẹ ạ. Thế bé mẹ xinh hay bé mẹ xấu? Xinh á? Thế các anh chị nghe nha, em Minvi bảo mẹ Hà xấu đây anh chị ơi. Có phải mẹ Hà xấu không Minvi? Để con vẽ mẹ lại xinh. Đâu mẹ xem là con vẽ nào. Anh chị nhìn, ui giời ơi, vẽ đi vẽ lại là toàn lau lung tung nữa các anh chị ơi. Mà thôi vào cái chính đây. Đây Minvi ơi, ngồi đây. Thôi ngồi đây, các anh chị ơi, bây giờ mới là vào cái vấn đề chính đó các anh chị. Anh chị vừa nghe thấy em in V ho thật nặng luôn. Hôm nay là mẹ Hà cho em in V đi khám đau mắt đỏ đấy. Nhưng mà thuốc điều trị về không phải là mỗi thuốc của mắt mà là thuốc của họng luôn các anh chị ạ. Cái đợt trước mẹ Hà có quay là em in V bị ốm á, và đến bây giờ là em in V vẫn chưa hoàn toàn khỏi đâu mà bây giờ lại chuyển sang ho rất là nặng luôn. Thế nên là hôm nay cưng này thuốc ở trên bàn toàn là của em in V đó. Đây là thuốc mà hôm nay bác sĩ kê cho này, mẹ Hà cũng đã cho anh chị xem lúc chiều này. Đây này, ở đây là có rất là nhiều loại thuốc này. Thuốc ở đây thì họ đã ghi hết là vào buổi sáng hay là buổi tối uống bao nhiêu ml rồi. Cái này thì nhỏ mắt này, tại mắt bây giờ em in V đã khỏi mắt đỏ rồi nhưng mà vẫn còn cái huyết kiểu huyết tụ lại ở máu ấy. À quên, huyết tụ lại ở mắt á, thế nên bây giờ phải bỏ cái sung huyết ở mắt đi, tại vì mắt em in V vẫn đỏ mà. Còn đây là hôm nay em in V sẽ phải dùng khí dung nha, tại vì em in V ho rất là nhiều và em in V phải kèm theo cái máy khí dung này này. À Min V ơi, Min V, mẹ xem mắt là xem mắt con đã bây giờ đã đỡ hơn chưa? Con nhìn số mẹ xem nào. Nhìn rồi. Đấy anh chị nhìn thấy không? Cái mắt của em in V đây, nhìn số. Đây này nhìn này, cái mắt của em in V thì nhìn số đấy. Mắt của em in V thì vẫn là đang rất là đỏ đúng không nào? Đó con nhìn sao mẹ này. Con bị chảy máu à? À cái mắt của con á, tại vì con bị đau mắt đỏ bây giờ nó bị sung huyết lại á. Thế nên là em in V phải nhỏ mắt trước nha. Đi ra đây mẹ nhỏ mắt, sau đó là mẹ cho con uống thuốc nào. Đây em in V ngồi đây ạ. Ngồi đây ngoan để mẹ nhỏ mắt, xong là bắt đầu mẹ sẽ cho khí dung để cho họng nó đỡ rồi á. Cho họng nó đỡ ho nhiều như này, khí dung mình sẽ phải đỡ hơn á. Trời ơi, nhỏ mắt thôi làm gì mà phải ôm.
Các anh chị thấy cái việc nhỏ mắt là đơn giản hay là là sợ hãi nào hay là phức tạp đây nào? Đứa nhỏ mắt có gì đâu mà phải sợ hãi thế đúng không nào? Nào, con mở mắt ra anh chị nhìn con kìa. Mở mắt như bình thường con mở ấy, con mở hẳn ra thì mẹ mới nhỏ được. Con mẹ không mở ấy đâu. Giữ nguyên nha. Đấy, giữ nguyên phải như thế này mới ấy được. Mới nhỏ được cho Minh Vy. Ơ, cái lọ này là cái lọ à, bị lộn lọ rồi để mẹ đi ra lấy lọ đã dùng rồi. Con nói chuyện với các anh chị đi. Em chào các anh chị ạ. Nói gì tâm sự với anh chị đi. Các chị ơi, đây là em bị một nước ạ. Ôi giời ơi, đấy là nước muối con ơi. Đây này, đây là mẹ Hà mua nhiều lọ nước rửa mắt quá. Vẫn bị nhầm, đây là cái lọ thuốc đau mắt đỏ á. Bây giờ em Minh Vy khỏi rồi, Minh Vy không dùng nữa. Tại mẹ Hà cho lộn lọ này, bây giờ lại phải lấy cái khác. Con lại nói chuyện với anh chị nữa đi. Các anh chị ơi, em chèo nước. Đây, bây giờ mới là cái lọ. Các anh chị ơi, ơi cái lọ à, đúng nha. Các anh chị ơi, hết còn em rồi. Thế đây là con đừng có nghịch quá, nó bị ướt hết kìa chưa. Mẹ Hà bây giờ lạo cá vàng lắm anh chị ạ. Kiểu như là dùng cho Minh Vy nhá, mày sao lại để một lọ khác á, cuối cùng nó bị nhầm. Rồi, bây giờ lọ này lọ chính thức nha, nhỏ là lọ đang nhỏ nha. Đây là bây giờ kiểu mình vệ sinh á. Chết mắt đi nào, chết chết mắt nào. Ôi, nặng quá. Các anh chị có bạn nào mà bị đau mắt đỏ không? Đau mắt đỏ anh chị có khó chịu không? Rất là khó chịu đúng không nào? Nếu mà đau mắt đỏ thì anh chị sẽ phải làm gì để kiểu như là tránh lây nhiễm cho người khác nào? Hoặc là những anh chị mà chưa bị đau mắt đỏ ấy thì sẽ phải làm cách gì để phòng cho tránh mình không bị đau mắt đỏ? Mẹ Hà hôm trước em Minh Vy bị đau mắt đỏ, mẹ Hà phải nhỏ thuốc luôn. Tại mẹ Hà sợ là nếu chăm sóc trực tiếp cho em Minh Vy chắc chắn mẹ Hà sẽ lây đó. Thế nên mẹ Hà cũng phải nhỏ nước muối sinh lý hàng ngày để đề phòng mẹ Hà bị lây á. Cho em cái gì? Các anh chị cho em ít thôi, không là em lấy các anh chị đấy. Các anh chị, nhưng mà các anh chị cho con cái gì? Cho con cái gì là ít? Cho con cái gì? Các anh chị cho em ít thôi, không là em bị lấy các anh chị đấy. Em Minh Vy hôm trước mẹ Hà có treo là con bị đau mắt con nhìn người khác ít thôi, đúng không, là người khác sẽ lây đấy. Em Minh Vy ý là bây giờ là em Minh Vy kiểu câu nói nhiều khi là bị hơi hướng lung tung á. Ấy anh chị ạ, em Minh Vy bảo là anh chị đừng nhìn em nhiều, nếu không là anh chị bị lây đấy. Nhưng mà anh chị nhìn qua màn hình làm sao mà bị lây con được, đúng không nào? Đã thế hôm nay con lại còn khỏi rồi thì không thể nào lây được đúng không? Em Minh Vy chỉ còn bị sốt huyết thôi mà. Nếu mà đau mắt đỏ thì như mẹ là ơi, nhìn này. Ở trường các anh chị chắc chắn là cũng phải tuyên truyền đúng không nào? Cách để làm sao mình không bị lây nhiễm này, hoặc là khi lây nhiễm thì cần phải làm gì để cho mình mau khỏi đúng không nào? Bây giờ thì sẽ phải chuyển sang một loạt thuốc của em Minh Vy đây này. Đầu tiên thì sẽ là những cái thuốc này này, rất là nhiều thuốc luôn để mẹ Hà cho uống nhá. Bây giờ thì là mẹ Hà sẽ phải pha thuốc cho em Minh Vy này. Đầu tiên là mẹ Hà sẽ sử dụng cái lọ này này. Đấy, đây là về thuốc ho rồi các anh chị ạ. Cái này người ta bảo là cho 32ml nước vào lọ và lắc đều. Hình như trước em Minh Vy uống cái lọ này rồi sao? Đúng rồi, mình sẽ phải lấy nước ở đây. Cho 32 nước vào trong cái lọ này anh chị ạ. Đây, thì sẽ sử dụng đó là cái xa lanh này để múc cái nước ra ấy. Ý con làm gì ấy con, ngã bây giờ. Giờ mẹ Hà sẽ rót một chút nước vào trong này nè. Để mình lấy đúng 32ml thôi á. 32ml ở đâu ta? 32ml mình sẽ lấy 10ml, 10ml 1. Mình sẽ lấy 12ml trước. Con pha á? Con làm gì? Ê, thôi, đưa mẹ. Em Minh Vy á, tải máy chưa các anh chị ơi? Đây, từ. Đấy, em Minh Vy lấy được cục này rồi này, lấy được 22ml rồi đấy. Rồi, bây giờ Minh Vy để vào đây đi con. Đây, con cầm lấy xong con cho vào đây. Rồi, cho vào đây. Rồi, cho vào đi, ấn vào. Rồi, mà vừa lấy là 12 rồi, bây giờ tiếp tục lấy 10ml nữa. Thế đây mẹ cho con vào. Rồi, đây cho vào nữa. Tiếp tục này, thêm 10ml nữa nha, tại vì 32ml mà. Không biết còn từ, mẹ xem còn đủ nước không? Thử xem nó còn đủ không
110 thôi. Rồi cho vào lọ đi con. Để đặt thuốc của con á. Rồi, giờ xong xuôi nhá, con không động đến cái chỗ này nữa nhá, để mẹ đóng vào cho mẹ lắc đều lên á. Giờ bắt đầu lắc đều lên để cho em Minvi tí pha cho em Minvi uống á. Sau khi lắc xong một cái lọ này thuốc để đều rồi á, thì giờ thì mẹ Hà sẽ phải rót ra 5ml. Cái thuốc này của em Minvi mất công ghê đấy. Không biết là em Minvi uống có đỡ hay không nào, chứ ho hơi bị nặng luôn. Đây, mình sẽ rót 5ml nè. Tiếp tục là mình sẽ pha thêm nữa. Em Minvi nhiều thuốc lắm nha chị ơi. Giờ lại thêm cái thuốc này nữa, cái loại thuốc này cũng là 5ml luôn á. Đây, cái này cũng là rót 5ml luôn. Tháng hôm mà uống siro, xong uống thiên siro, xong lại uống thuốc MNV. Nói thì cũng hơi hơi nhưng trước mẹ Hà nói là MNV hay ốm lắm. MNV thường xuyên phải uống thuốc luôn à. Đây, mẹ Hà sẽ rót vào đây để kiểu trộn lại một lần á. Tại vì mẹ Hà có hỏi ý kiến bác sĩ rồi, bảo là khi mà uống thuốc này là mình có thể trộn lại không sao hết. Tại vì ví dụ mình uống lẻ thì cũng chui vào bụng mình như thế thôi à. Tiếp tục là một loại thuốc này nữa nha. Đây là một loại siro mà chống ho ấy. Cái này thì sẽ uống nhiều hơn một chút, uống 10ml. Cái này là cái mà siro từ hoa đu đủ đực á, là nhà tự làm các anh chị ạ, không phải là thuốc mua ngoài đâu. Cái này uống cũng sẽ giảm ho này. À, đấy là các loại siro mà MNV sẽ phải uống. Ngoài ra thì đây ở đây còn có cái hai cái gói thuốc nữa. Đây là cái gói thuốc này sẽ uống, cái này sẽ uống một gói này. Tiếp tục là cái này thì sẽ uống một viên này, MNV thì sẽ tự uống thuốc viên được rồi này. Nhưng mà cái thuốc gói thì MNV sẽ phải tự pha. À, sẽ phải pha cho MNV. Min ơi, Min, ra đây mẹ bảo. Mẹ ơi, con vẽ mẹ này. Wow, cái bức tranh của mẹ Hà này có vẻ cái mặt đẹp hơn vừa nãy đúng không anh chị? Con kẻ mắt cho mẹ. À, đẹp hơn rồi đấy, đi ra đây uống thuốc này con. Để con... Đây, ra đây uống thuốc ạ. Nhanh lên. Đưa mang bút cho mẹ luôn. Mang bút đây. Con đang theo kiểu con mẹ mà. Ờ, mẹ biết rồi. Đây, đây, đây. Uống thuốc nào. Ôi, trời, ho nặng quá, ho nặng quá. Anh chị thấy không? Em Minvi ho nhiều quá đúng không anh chị? Đây. Con chưa nhìn cái mắt của em. À, rồi cái mắt của em. Như thế thôi anh chị nhìn thấy. Này, uống thuốc đi. Cầm lấy con. Nè, bỏ cái này ra, cái này bẩn. Cầm con này. Này, bỏ. Em Minvi giờ tự uống thuốc viên được rồi các anh chị ạ. Chứ hồi xưa là lúc mà em Minvi bé là những thuốc viên là phải nghiền nát ra cơ, yeah. Uống rất là mất thời gian. Đó, uống xong rồi. Bây giờ thì uống mấy cái loại siro này nha. Đây, cái siro này con uống trước được này. Nào, uống giỏi nha. Uống giỏi cho các anh chị nhìn thấy con uống thuốc giỏi này. Tuy nhiên là thuốc nhưng mà con uống rất là nhanh luôn. Nào, đây, tiếp tục đi con. Nào, thôi. Bây giờ chưa ngủ rồi, anh chị thấy em Minvi còn đỡ ho đấy. Tí nữa khi mà ngủ em Minvi ho nhiều lắm anh chị ạ. Kiểu ho về đêm nhiều á. Ho về đêm ho gọi là khủng khiếp luôn á. Ho và đến khi mãi bắt đầu mới vào giấc được thì bắt đầu mới không thể tiếng ho nữa. Cho pha một chút. Rồi, uống cái này đi con. Cái này ra rồi. Ừ, cái thuốc màu hồng nó mới đẹp đúng không nào? Thuốc dâu mà, thuốc dâu nó cũng màu hồng. Thôi cả, anh chị nhìn con từ nãy đến giờ này. Thôi, uống đi. Mẹ ơi, con hát chả bờ đấy. Con hát chả bờ, con uống đi mà xem nào. Anh chị ơi, bây giờ thì bắt đầu là sẽ đến khí dung của em Minvi. Đây các anh chị ơi, đây là máy khí dung nè. Máy này em Minvi được mẹ Hà mua cho cái hồi mà mấy tháng tuổi á. Tại vì cái hồi đấy em Minvi ốm suốt mà. Thế nên là em Minvi cũng được chuẩn bị đầy đủ luôn. Giờ thì mình sẽ phải pha cái thuốc khí dung này nha. Mình sẽ cho cái thuốc vào trong này này. Đây là một con nguyên. Mình sẽ cho cái thuốc khí dung vào trong này nha. Mình sẽ lấy một cái này này. Nhưng mà mình chỉ cho một nửa thôi. Thì để ngày mai, sáng mai thì mình sẽ thêm một nửa nữa. Làm gì á? Không, không cho nước vào đây đâu. Để con chuẩn bị hỏng hết đúng không? Không, mà cô không cho chai nước vào đây. Cô chỉ ở nước thôi. Mình sẽ cho một nửa vào đây. Cô chỉ cho một mẹ Hà, nửa. Mẹ Hà phải căn á. Thế à, đến khi nào mà nó hết khí dung rồi thì bắt đầu là sẽ dùng. Thế này đóng lóc kiểu gì ta? Cái này nó không có đóng lóc được luôn à? Rồi, bây giờ cái này sẽ để lại cho ngày mai á. Giờ thì sẽ thêm nữa, đó là thêm 0,2ml muối sinh lý nữa. Không, cái đấy của con này.
2ml để pha cùng với cả cái thủy dung á các anh chị. Mẹ có cần con uống nước vừa vừa thôi nhá. Uống nước nhiều đây mẹ tè dầm bây giờ đấy. Đúng không? Cho một chút vào đây này. Đó, vừa thuốc vừa khỉ dung vào đây luôn. Rồi mình sẽ lắp lại để bắt đầu sẽ cho em Minh Vi sử dụng khỉ dung. Mình sẽ cho cái này, cái nút này là sẽ cắm ở cái này. Là sẽ đóng lắp cái mặt nạ khí này nè. Đây Minh Vi đây. Minh Vi là kinh nghiệm là đã từng có rồi. Ôi, khỉ dung này đi bịt miệng hết. Đó, các anh chị thấy không? Em Minh Vi này khí dung rất là giỏi đúng không nào? Bây giờ thì mình sẽ cho đến khi nào mà nó hết cái khói ở trong kế này này. Minh Vi, Minh Vi, thế thở khí dung thế thế nào? Có dễ chịu hơn không con? Có á. Chị thấy là em Minh Vi rất là ngoan đúng không nào? Đây là cái thuốc nó bắt đầu nó lên này, phải đến khi nào mà hết thuốc ở phía bên trong này cơ. Ngoan quá ta. Hồi xưa mà em Minh Vi mà làm cái này là em Minh Vi dậy thành đạch cơ các anh chị ạ. Lúc mà em Minh Vi nhỏ, em Minh Vi nhỏ ấy. Hả? Thì nó phải khói là già là đúng là gì, nhưng mà khói này nó dễ chịu mà, cái này thở là sẽ rất là khó chịu, là nó dễ chịu luôn đó các anh chị. Hồi nhỏ em Minh Vi cũng làm này rồi, nhưng mẹ Hà còn phải dỗ xong á, phải đè người ra để còn thở khí dung á các anh chị. Nhưng mà bây giờ em Minh Vi lớn rồi, các anh chị thấy là em Minh Vi vừa chơi này, xong em Minh Vi vừa thở khí dung luôn, rất là thoải mái đúng không nào? Mẹ Hà thích thở khí dung các anh chị thử chưa? Thở khí dung là rất là thoải mái, rất là dễ chịu, nhất là những cái lúc mà mình kiểu là mình bị tắc mũi này hoặc là mình ho rất là khó chịu này, thì khi mà thở khí dung ra nó nhẹ hẳn người luôn á. Nếu mà bình thường mà nhà bạn nào không có là có thể ra viện để có cái máy khí dung để thở cơ, nhưng em Minh Vi thì đã được mẹ Hà tạo cho từ lúc bé rồi, tại vì Minh Vi hay bị bệnh về đường hô hấp á. Thế ra là trong nhà em Minh Vi hầu như là cái đồ gì mà cần thiết để cho đường hô hấp của Minh Vi là hầu như là có đầy đủ hết. A few moments later. Anh chị ơi, sau một thời gian mà dùng khí dung á thì em Minh Vi mệt quá, em Minh Vi ngủ mất rồi á các anh chị ạ. Tại vì mẹ buổi trưa nay em Minh Vi không ngủ á, mẹ Hà bảo là ngủ đi nha, em Minh Vi cứ kiểu mải chơi á. Xong buổi chiều thì mẹ Hà làm xong, mẹ Hà mới cho đi khám được. Thế đi khám xong về cứ chơi loanh quanh, thì bây giờ mới khí dung thì hơi bị muộn á. Nên là vừa khí dung vừa ngủ, nhưng mà mẹ Hà bảo là buổi tối thì thường thường em Minh Vi ho rất là nặng luôn, với cả buổi trưa khi đi ngủ á cứ nằm xuống ngủ hay là ngủ là em Minh Vi ho rất là nhiều. Nhưng mà mong hôm nay là thở khí dung như này thì em Minh Vi sẽ đỡ ho hơn. Mắt thì ngày mai chắc mong là nếu có thuốc rồi ngày mai sẽ hết cái sung huyết ở mắt luôn á, để cho nhìn nó bình thường á, chứ không là người khác nhìn là cũng sẽ hơi bị kiểu đề phòng là sợ bạn này bị đau mắt đỏ hay gì. Nhưng thật ra là em Minh Vi em đã khỏi đau mắt đỏ rồi đấy các anh chị ạ. Và thôi, vlog của mẹ Hà xin dừng tại đây nhá. Cảm ơn các anh chị đón xem và những các anh chị nhớ là theo dõi em vlog Hà Hà Hí thường xuyên và ủng hộ những kênh Hà Hà Hí của mẹ Hà nhá. Xin chào các anh chị, bye bye.